Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn kem nhỏ đã đến với kênh Thuần Nữ Cà Mau. Bữa nay thì Linh sẽ giới thiệu tới ông bà cô chú cái món là bún cá Châu Đốc. Thì cái món bún cá Châu Đốc này á, nó cũng giống như là cái món bún nước lèo ở Cà Mau của Linh vậy á, nhưng mà cái vị mắm thì nó hơi nhạt hơn xíu. Thì ở đây là Linh có mua hai con cá lóc người ta mần sẵn rồi, về là Linh đã chà chanh với muối để cho nó sạch. Thì cái cách mà sơ chế cá lóc để cho nó đừng có bị tanh với sạch nhớt thì ở những cái video trước là Linh cũng đã chia sẻ rồi, nên là ở video này thì Linh không có chia sẻ cái cách mà làm cá lóc ha. Ở bên đây gao thì Linh có bông su đũa nè, giá, rồi bông súng, bắp chuối và một ít bông điên điển. Tại vì Linh thấy là bún cá Châu Đốc là người ta thường dùng bông điên điển á. Bây giờ là ở chỗ Linh là nó mới tới mùa nè, Linh hái được có mấy cái à. Về gia vị thì ở đây là Linh có sả nè, nghệ, ngải bún, rồi củ hành Linh băm nhỏ và một ít mắm. Nếu như mà nấu bún nước lèo miền Tây của Linh thì dùng rất là nhiều mắm, nhưng mà bún cá Châu Đốc thì mình chỉ có cái mùi mắm nhẹ nhẹ thôi. Thường là Linh thấy là ở Châu Đốc người ta sẽ thường nấu bằng mắm bò hóc nè, nhưng mà ở chỗ Linh không có mắm bò hóc nên là Linh sẽ dùng mắm cá phi để thay thế. Bây giờ cái nước của Linh bắt lên sôi rồi, Linh sẽ bỏ mắm vô để Linh lược mắm. Chỗ Linh thì mắm cá phi cũng thơm ngon lắm. Nếu như mà mình không có dùng mắm cá phi thì mình có thể là dùng mắm cá linh để thay thế. Ở vùng Đồng Tháp nữa là mắm cá linh nhiều lắm. Ở Linh thấy có nhiều nơi người ta dùng cái mắm guốc nữa. Nhưng mà thường ở miền Tây thì mình sẽ thường dùng mắm cá hơn là mắm guốc. Nên là Linh thay thế mắm cá nè. Cái món bún cá Châu Đốc này thì mình sẽ nấu cái nước giống như là nước lèo vậy á, chứ không phải là cái nước hầm xương. Nên là mình không có cần xương đồ để hầm ngọt nước, mà là cái nước nó ngọt tự nhiên từ cái xương cá nè, thịt cá với cái mùi thơm nhẹ nhẹ của mắm. Cái này thì Linh dùng chỉ có 200g mắm à. Mình bỏ vô, đợi khi nào mà cái mắm nó gã ra rồi mình mới lược, mình bỏ cái xương, mình lấy cái nước. Wow, nè. Cái cô này, mắm này Linh mua ngoài chợ, cô này thì cô quen á. Mắm của cô làm rất là thơm, nấu bún là nó rất là ngon. Nó không có mặn quá. Rồi bây giờ cái cá nó nhừ gai, Linh sẽ lược lấy cái xương bỏ. Mình lược cho nó sạch cái thịt cá luôn ha. Còi rớt cái xương xuống đây luôn. Ê, thợ này lược khéo quá. Thơm dễ sợ luôn. Mắm này mình kho hoặc là mình chưng ăn cũng ngon nữa. Linh là nó thích ăn mắm lắm. Nhưng mà nhà Linh ai cũng bệnh á, nên là hạn chế ăn mắm. Bữa nay cái bún này thì mình nấu nhẹ nhẹ cái mùi mắm mà, nên là cả nhà Linh ăn được. Rồi Linh lược cho nó sạch nè. Cái phần này thì mình bỏ đi, mình sẽ giữ lại cái phần nước lèo này. Rồi bây giờ Linh sẽ bắt cái son lên. Linh cho vô xíu dầu ăn. Linh sẽ cho xíu củ hành vô, cho nghệ vô, củ hành tỏi băm nhuyễn, cho thêm một xíu sả, xào lên cho nó thơm. Nghệ này là Linh dùng cái nghệ tươi á, Linh đập dập ra luôn, phi cho cái sả nè, cái tỏi, cái nghệ nó vàng lên. Mình xào cái nghệ tươi này nó thơm lắm. Linh xào tới lúc này là cái mùi nghệ á, nó thơm. Cái này á, mình làm thì mình bỏ ít
hành với tỏi thôi. Hồi trước là Linh thấy là nếu như mà người Châu Đốc người ta làm là người ta không có bỏ hành với tỏi, tại vì sợ nó bám đi cái làm mất cái mùi của nghệ á. Nhưng mà tại vì bây giờ thì ăn cái gì cũng bỏ hành bỏ tỏi á, nên là Linh bằm xíu củ hành. Bây giờ là nó thơm dữ rồi, Linh sẽ cho cái nước vô. Nước để mình nấu nước lèo. Sau khi mà cho nước vô thì Linh sẽ cho cái đầu cá nè, rồi cho cá vô để mình luộc chung, để lấy cái nước dùng cho nó ngọt. Rồi sau đó thì Linh sẽ cho sả vô cho nó thơm. Món này là chủ yếu là mùi thơm từ nghệ bún, sả với nghệ tươi. Linh cho quá trời sả luôn. Rồi bây giờ Linh sẽ đập mấy cái cọng ngải bún này để bỏ vô luôn. Ngải bún bữa nay thì Linh mua nó không có được tươi, nó hơi héo. Mà cô chú mình có lựa thì mình lựa những cái củ ngải bún nó tươi thì nấu nó sẽ thơm hơn. Đập cho dập. Đập dập trên thớt vậy nè. Linh cho cái ngải bún này vô cái nồi nước dùng của mình luôn. Cái cá này thì mình luộc cho cá chín rồi mình vớt cá ra, để lát mình xào cái thịt cá lại. Mình nấu nước lèo thì mình lấy cái nước ngọt từ cái xương cá với thịt cá nè. Tại vì Linh cũng mới nấu lần đầu á, nên là cũng không biết chính xác không nữa. Lúc này thì Linh sẽ cho vô nồi một xíu bột ngọt, xíu muối. Món này thì người Châu Đốc người ta cũng không có dùng hạt nêm nữa, nên là Linh cũng không có nêm hạt nêm. Mình cho vô xíu vậy thôi để cho cái thịt cá của mình luộc á, nó không có bị nhạt. Rồi bây giờ đợi cái nước dùng nó sôi ha. Qua đây Linh lặt gao. Gao bữa nay là có mấy cái này Linh mua người ta cũng lặt sẵn hết trơn rồi, chỉ có rửa lại thôi. Cái bông điên điển này á, nếu như mà hồi trước á, ăn là Linh thấy là búp búp là mình bẻ được rồi. Cái nỏ như vậy thì nó cũng không có ngon lắm. Chỉ cần nó búp giống vậy nè, mình ăn vậy là nó vừa ăn nó ngon hơn. Có bà dì của Linh, bà dì của Linh đang phụ lặt bông xua đũa. Bữa nay là đãi bà dì món lạ ha. Bà dì có ăn bún cá Châu Đốc chưa? Đây mình ăn bún nước lèo ha. Hồi đó ba cái bông này nhóc hết trơn, giờ phải đi ra chợ đó mua. Dạ. Hồi mới đầu mùa nó ít. Có không có chồng không có nữa. Bữa con cũng xin trái gì con chồng á, mà cái con bù xích nó ăn hết trơn à. Lên mới có ngang ngang luôn quần cái bù xích nó ăn chết hết trơn luôn. Uổng dễ sợ luôn. Sao mà ba con nó ăn quá trời. Dạ. Giờ cái gì cũng mua ra chợ mua chút. Rồi mình mua cái chút hết rồi. Dạ. Bông xua đũa hồi đó cũng nhóc hết trơn, giờ cũng không có luôn. Giờ chưa tới mùa nó đó con. Dạ. Tới mùa nó là nó chỗ dung luôn á. Nhóc hết. Mấy cây bông xua đũa. Hồi giờ ta cũng chặt bớt để ta trồng cây á. Linh với bà dì mới lặt gao rửa gao xong quay qua đây là cái nồi nước nó sôi ụt ụt vậy. Cái này mình nấu bằng lửa củi, lửa than á, nên lửa nó mạnh. Nó nhanh sôi lắm. Linh vớt bọt. Bây giờ thì cá nó hả gã hết trơn rồi, Linh vớt ra. Để thôi để quá một lát nó xỉu à, nó nhừ hết. Linh vớt cái đầu ra trước đi. Cái đầu nó muốn gã rồi nè, nó mềm rồi đó. Cá vừa chín tới mềm là mình gấp ra được rồi, đừng để nó gục quá không ngon. Hai cá bự luôn.
Ui gãy rồi bà Di ơi. Phải bỏ nó lên. Đây rồi gãy hai khúc rồi. Thấy không? Lửa nó lớn mà qua không kịp nè, nó bị hơi cá hơi mềm rồi đó. Tại cá này nó bự quá. Rồi lột mò. Mò cá. Ta đi mò dưới sông này, mình mò trong nồi. Tại nãy lên để nguyên con để mình vẽ cho cái miếng cá nó bự á. Rồi vậy là Linh vớt hết cá ra rồi đó. Để cá này nguội nguội chút mình xé thịt. Cá lóc này nó ít xương cũng đỡ. Coi coi, bây giờ Linh vẽ thịt nè. Vẽ miếng to to ha, lát mình xào nó không có bị gã quá. Bỏ hết cái phần da. Cái xương nè, lấy bao tay mình lấy. Giờ cá nó cũng hơi nguội rồi, nên lấy bao tay lên xé. Dạ. Gỡ từ từ. Rồi, Linh gỡ xương xong rồi. Còn cái phần này là cái phần xương với phần da cá nè. Thì mình sẽ bỏ lại cái nồi nước dùng để cho nó thơm, cho ngọt nước. Cái mắm hồi nãy giờ Linh lắng nè, lúc này Linh sẽ cho cái nước mắm vô luôn. Mình chỉ cho cái phần nước lắng ở trên thôi, còn cái phần cặn mắm này mình để lại. Rồi bây giờ thì mình nấu cho đợi cho nó ngọt nước rồi mình nêm nếm cái nước dùng lại nó được rồi. Còn cái cá này giờ bây giờ Linh sẽ ướp một xíu nước mắm vô. Đến. Đến. Xíu nước mắm. Đến. Xíu bột ngọt. Để lát mình xào cho nó thấm á. Linh mới vừa ướp cái thịt cá xong á, thì quay qua đây là cái nồi nước dùng nó sôi dữ rồi, thì cái xương nó cũng nhừ rồi. Thì lúc này là Linh sẽ lược cái nước dùng lại để mình bỏ hết cái phần xương đi. Wow, nó nóng quá trời luôn. Tại vì mình lược lại gì nè, để lát cái nồi nước dùng của mình ăn không có bị cợn cợn á. Linh sẽ lấy hết cái phần này lên, xả rồi xương cá rồi ngải bún rồi nghệ rồi nè. Rồi mình chỉ giữ lại cái phần nước dùng đó thôi. Bây giờ thì Linh sẽ bắt cái chảo lên. Linh cho xíu dầu ăn vô. Cho xíu hành tỏi. Cho nghệ vô, chia sả vô. Mình phi cho cái sả nó vàng lên ha. Linh phi lúc này là cái nghệ nè, cái sả nó vàng thì Linh sẽ vớt ra một xíu để mình bỏ vô cái nồi nước dùng. Rồi mình chừa lại một xíu để mình xào cái thịt cá. Cho cái nồi nước dùng của mình nó thơm hơn, tại nãy là Linh lược hết cái sả đi rồi. Coi bây giờ là còn lại ở trên chảo này nè, mình sẽ bỏ cá vô để mình xào. Cái cá này nãy lên ướp rồi.
bỏ vô sơ sơ thôi chứ không có chở nhiều. Chở nhiều quá nó bấy cá mình hết. Xào vậy nè để cho cá mình nó thấm. Rồi bây giờ ở đây là Linh có lượt một xíu nước nghệ á, Linh cũng bỏ vô luôn để cho nó vàng cái thịt cá của mình, để cái màu nó đẹp. Linh cũng dùng nghệ tươi Linh đâm dắt lấy nước á. Cá hồi nãy mình vẽ miếng bự bự không nè, khi mình xào thì nó gã ra nhỏ nhỏ một xíu cũng không sao, vừa ăn. Với mình xào lên vậy nè, cái thịt cá của mình lát nó chắc hơn. Mình bỏ vô cái tô bún không có bị gã. Xơi nhẹ thôi ha. Lúc này thơm dễ sợ luôn. Cái cá vậy là nó cũng thấm rồi. Linh sẽ nhắc cái cá này xuống để bắt cái nồi nước dùng của mình lên để tiếp. Hồ. Vậy là chuẩn bị ăn được rồi đó. Cái này là thật sự là Linh lần đầu tiên Linh nấu á. Linh cũng hỏi nhiều người rồi hả, rút ra cái cách nấu thôi, không biết có đúng giống như là cái bún cá Châu Đốc nó vậy không nữa, nên là ông bà cô chú mà thấy Linh nấu sai á thì bình luận nhắc nhở Linh để lần sau Linh nấu cho nó đúng. Bây giờ thì Linh sẽ nêm vô cái nồi nước dùng này một xíu nước mắm. Linh còn nghe cái chú kia chú nói là cái xả nè, rồi cái nghệ, rồi cái ghì, cái gì củ gì, cái củ gì để thơm thơm đó, ngải bún á, là mình bầm trên cái tấm thớt lá me á, thì như vậy thì nó mới gợi lên cái mùi thơm của cái ngải bún, cái nghệ. Mà bây giờ đâu có còn cái thớt lá me để bầm đâu. Linh cho thêm một xíu đường vô. Mà cái này thì mình đợi cho nó sôi lên đó là được rồi đó. Trong lúc mà đợi cái nước này nó sôi á thì Linh sẽ qua Linh bắt bún. Trời giá, bắp chuối. Mình ăn rau nhiều thì mình bỏ rau nhiều, ăn rau ít thì bỏ rau ít. Rồi xong mày cho bún lên. Nên cho thêm mấy cái bông su đũa, bông súng. Cho cá lên. Linh cho thêm mấy cây cọng bông điên điển. Rồi rau găm. Rau găm này thì mình đừng có sắc mà mình để mình xé đọt rau găm với rau thơm. Đó, thì tô bún là Linh làm vậy đó. Dừa đó trồng dừa ươm nó thử. Thằng gì con của ông bà tao chụp cái túi không hả, trồng vừa hoài tổ tổ con không, nó đòi chở vô cho hoài. Rồi bây giờ Linh sẽ múc cái nước dùng luôn. Chồng mấy vụ qua nào anh ấy bành bành. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì nãy giờ là Linh đã nấu xong những cái tô bún cá rất là ngon luôn, thì xin mời ông bà cô chú cùng thưởng thức với gia đình lên nha. Rồi, mời cả nhà cùng bà về với bà cô ăn tự nhiên nha. Ăn thử bún cá rồi.
Cô làm gì cô mà chấm cháo ăn nha. Có giống vừa ăn thì thêm tắt thêm ớt nha. Ăn đi anh ơi. Ngon không con? Ừ, cũng lạ lạ hay là gì? Thơm quá. Ngon thiệt. Ngon không bắp. Hồi đó giờ đâu có biết ăn cái này đâu, mới nói mà không biết cái nấu cái gì bún mà sao lại bún cá. Nước này nè. Húp nước này đi. Đặc sản Châu Đốc đó. Lạ lạ thế là lạ mà ngon. Húp cái nước vô ngon. Chưa để thử mới biết được. Cha chưa thử chưa biết ngon hay dở hả? Con ăn đi con bún. Mấy chục ngàn tô nè. Dạ. Chào. Ngon quá. Ngon. Ngon quá thưa. Ngon thiệt. Ăn đi con. Nó cũng giống như bún bún nước lèo của mình nhưng mà nó không có cái mùi mắm nặng. Mắm. Ngon bắp phê ăn đi bắp phê. Nó kiếm cá hay gì mẹ ơi. Để mà nội ấy cá ra miếng cá thì xương không mà. Sao cô ba lấy xương sạch rồi mà. Cá trong đó quá trời luôn mà. Đó, cá lóc này chưa chua dữ lắm. Nè, miếng cá của nội là nguyên một cái gì. Ăn cái này nó có cái bông điên điển nhẫn nhẫn nè. Nó lạ cái vị nha. Con điên ta không ăn mà. Không ăn. Dạ, tôi cũng không ăn, bỏ ăn bên, không để nó con để. Mẹ đi. Cũng ít rồi, không có nhiều. Ngon ha. Thế là lạ mà ngon thiệt chứ. Ngon. Chủ yếu là nó thơm xả. Bà cô với bà Duy ăn mạnh mạnh vô nha. Bà cô gì vậy? Bỏ cá thì ăn này. Đặc sản cho người già nhất. Cá gì? Đầu lòng cá đó. À, trời. Bà gì đó, người lớn gì rồi cho cha ăn miếng nè. Cá lóc là ngon nhất, là bộ đầu lòng á, béo. Ăn hết thì không nữa. Bởi mình bệnh ăn nuôi đầu lòng rồi, nuôi cá rẻ đầu lòng cho tao không. Dạ thì nhà ai lớn nhất con ăn đầu lòng mà. Trời. Có ngon không bà nội? Ăn lại lạ ngon quá. Ngon ăn thêm tô nữa quá. Còn nhóc con nấu cái nồi nước súp dung trùm luôn mày, chủ yếu mình ăn rau rồi ngon. Quá ngon bắp ơi. Bắp. Ngon cô, quá bắp. Ngon con, bà cô hỏi, bà cố hỏi kìa. Ngon cô không? Bà gì ăn thêm cá nè, bà cô ăn thêm cá nha, cá nhóc hết trơn á. Còn cá nhóc nè. Cá nhóc. Còn hai cái đầu nè, lát người ăn cái luôn. Ăn xong mà cặp đầu. Đất cá mà ăn. Đất cá thêm lên, cá nhóc cái gì kìa. Nào ăn gấp cái gì á, kiếm. Nó kết hợp mấy cái này lại, nó công nhận nó hợp thiệt ha, rồi bông súng rồi lại. Bóc. Bóc luôn hả bắp? Có ăn cá rồi thôi. Không. Cá thì sáo gì cô Năm. Ăn cá rồi thôi bà cô. Quá giờ cá còn gấp cá bà cô. Cá còn gấp nè. Nó bỏ cá nhiều quá. Con bỏ cho bà cô, sợ bà cô không thấy đường gấp. Trời nhóc luôn. Ăn nghe cá, cá nuôi mà mình rửa sạch sẽ cái nó ngon. Giờ ở đây đâu có cá lóc đồng đâu nữa mà ăn. Hồi trước thì nhiều chứ giờ không có rồi. Nó lấy đồng chứ nó cũng nuôi giống rồi, nó mới bán cho mình nè. Bỏ nó. Ta nuôi nhỏ nhỏ là cho bọn nó vớt mình ta bán là nó cá lóc đồng. Chứ giờ hiếm lắm. Làm gì mà mình đi câu ngày cả mười mấy ký cá lóc. Nó
trên tổ dì Út đó là cá lóc vàng. Còn bún hòa, bún hòa. Dạ. Còn bên mình nước mặn không, làm gì có đó đâu. Nó ăn, nó ăn mà nó không có còn mút nữa, nó bốc ra kìa, nó ăn vậy đó. Đó. Ngon được. Không mà ăn vậy? Ăn được, tốt. Nãy giờ ăn bà... sao không nghe khen nghe gì vậy ta? Rồi ăn không khen nghe. Ngon bắp. Ngon không? Ngon. Này chấm muối ớt hợp không cha, con cũng thấy người ta ăn chấm muối ớt á. Chấm muối ớt ngon thiệt. Miền Tây mình hay ăn gì cũng chấm muối ớt, ăn canh chua cũng chấm muối ớt nữa. Chua là méo ớt ngay khác. Sở thích ăn mặn. Ngồi gần bắp nó đâu lỗ đâu, rồi nó ăn thò tay nó bóc luôn, nó đâu còn ấy. Ăn ơn không bà gì? Từ thôi con. Ăn hết người ta ăn nữa. Hồi nãy là kêu cô ba cắt cục cục luôn rồi, nó còn bóc vậy luôn. Nó. Cục quá thì nó bóc. Cũng có muỗng, cũng có muỗng mà sao bà bóc luôn. Không mà nghe nói ăn bóc nó hơn ăn muỗng đũa đó chứ bộ. Đi bỏ muỗng, bỏ nhìn thúi ăn là biết cô ba nấu ngon hay nấu dở rồi đó. Bông xua đũa là sáng mua, còn cái bông tiên điển nè, đi thấy cái bông của người ta có ngoài đường á bà gì, có bông ghé lặt vài bông. Tại cái món này người ta nói là bông điên điển à, phải có bông điên điển mới đúng món cá châu đốc. Biết đâu ngon nấu không, sáng thấy có bông điên điển mới nấu à. Không, hồi đó giờ con không ăn, con đi chở nó đâu có biết ăn cái bún này đâu mà nghe nó hổng gậy, nó nói hổng gậy mà mới ăn này cũng ngon à. Cái tô nó không có mọi chỗ, nó mọi tô, tô mình nổi hết rồi, tô mình nổi ăn hết trơn rồi. Mình ăn cái bông nó đắng đắng, ngọt ngọt, ngon điên điển không nhỉ, ăn ngon. Ngon, bông nó đắng hơn kèo. Dạ. Cái này là ai không ăn mắm được cũng ăn được nữa nè. Tại vì mình chỉ lấy cái nước trong của nó trên thôi, không có nhiều mắm. Nhà này đâu có ăn mắm nước lèo đâu, cha mẹ không đâu ăn đâu. Món này ngon. Người ta nấu bằng mắm guốc á. Mà nhà con cũng ăn mắm guốc rồi, còn lấy mắm cá. Con lượt cái nước hơi hơi à. Còn ở vùng biên giới á, con thấy bên nè, Campuchia là người ta hay dùng cái mắm bùa hóc. Nè nè. Thôi con ăn đi, cũng mà nội ăn hết rồi. Cũng hư ăn nêm á. Dạ. Nêm vô á. Nấu món gì cũng bỏ mắm bò hóc hết trơn. Ừ, nè, của bà nội ăn hết rồi, nó không múc mua đâu, của tô nó bỏ qua chia lại cho bà nội. Cô hiếu quá hả? Bà nội dám ăn không bà nội? Bà nãy giờ bóc, nãy giờ bỏ ra và chia qua bà nội. Sợ bà nội nó đói mà. Okay, okay, okay. Cái nó đút miệng hay là bỏ chia bà nội vậy? Mời bà nội nó ăn gì đâu. Chia. Chia. Thôi bà nội dưới ghê quá, nội dám ăn luôn. Ta tay con sạch. Ăn đi con, ăn đi con, nghỉ chia đi con. Vậy đó. Ok, chia cho tôi bà nội kìa. Cá nè em. Ăn cá thêm đi bà gì? Ăn cá quá trời kìa. Tiếp. Tiếp ăn đi bà, ăn đi. Gì hết. Nên là đút cho con nha. Nè. Nè. Nè, là đút cho con. Còn nữa em, còn nữa. Còn nữa. Còn đậu nè, hái đậu không ai ăn như vậy. Rồi, thêm lầm rồi. Chả cả đậu đó. Cha mày bỏ cho cha mày ăn nè cái đậu á. Cho con phái ăn cái ruột. Ngon quá, ai cũng hết tô á. Chơi luôn mẹ, hết chơi luôn rồi. Bắp nó chia qua cho mẹ nè. Chia cho bà nội nè. Trời, có hiếu quá trời, có hiếu chia cho bà nội. Lâu lâu ăn công nhận ngon thiệt. Tại mình nấu cái mình khen ngon. Không mà là cái này ngon, thật sự ngon vậy. Quất hết tô luôn. Cha hết nước súp luôn à. Lạ lạ này mình ăn ngon nè. Tại vì cha con không có ăn bún nước lèo, chắc lâu như cũng thèm bún nước lèo. Chứ không dài nghe, hình như thầy nói... Bắt đầu ăn đi con. Sự. Thầy nói mà nấu bún bún cá gì ăn gian vậy đó mà. Cá châu đốc. Cá châu đốc à? Có nhiều nơi lắm, bún cá Kiên Giang, bún cá châu đốc. Mỗi nơi thì người ta chế theo cái kiểu địa phương, người ta có gì người ta nấu vậy.
Dạ ông bà cô chú các bạn ơi. Kìa. Quá trời cả nhà Linh ăn no, ai cũng no chứ, ai cũng hết tô hết chứ. Bây giờ thì Linh cũng xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo. Bye bye ông bà cô chú các bạn. Bye. Bye.